Xin được chào anh Lý Hải ạ. Và dường như rằng là Hoài Anh cảm nhận được là thời gian này anh rất là bận rộn đúng không ạ? Bởi vì nhìn anh có phần gầy đi hơn nhiều. Đúng ạ. Tại vì hiện tại bây giờ là Lý Hải đang phát hành cái bộ phim Ba Chàng Khuyết ở trong series phim Lật Mặt của mình đó. Vâng. Thì hơn cả tháng nay là ăn ngủ ở trong phòng dựng không ạ? Vâng ạ. Và có lẽ là lần đầu tiên thì chắc anh được thay mặt cho ekip và những người chương trình xin được chúc cho cái bộ phim của anh sẽ bị cháy vé khi mà bước vào ra phòng vé ạ. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nể phục anh bởi vì anh đã có một cái gia đình nhỏ rất là dễ thương với bốn thiên thần nhỏ rất là đáng yêu. Hỏi anh nhớ hình như là tên của các thiên thần nhỏ là Sunny nè, Cherry nè, Rio nè, Mio. Và Mio. Vâng ạ, những cái tên rất là đáng yêu đúng không ạ? Vậy thì anh dành thời gian nào để cho các con mình ạ? Hầu như cái công việc mà Lý Hải đi làm á thì cũng nhờ bà xã kế bên, bà sẽ là người quản lý cho Lý Hải, quản lý cho gia đình luôn. Thì bà xã cũng sẽ là sắp xếp công việc cho Lý Hải ra đường làm việc hoặc là về nhà. Nhưng mà Lý Hải cũng phải ráng tranh thủ là ngoài cái việc của mình ra, thì hồi lúc mà chưa có những đứa con vậy đó thì hay la cà gặp bạn bè ở cà phê, cà pháo hay là tám chuyện rồi đó. Nhưng mà sau khi mà có đứa con rồi thì mình hầu như Lý Hải đã tạm gác những cái thời gian đó và dành tất cả những thời gian đó để bù lại cho con. Bởi vì Lý Hải cảm thấy rằng khi mà công việc ở ngoài quá mà về nhà có khi đi từ sáng đến chiều về thấy mấy đứa con nó nằm nó ngủ nheo nhóc, mình cảm thấy mình có lỗi, rất là có lỗi vô cùng. Thì mình phải cảm thấy là cái quỹ thời gian mình dành cho con cái nó ít quá, thì khi mà có thời gian bằng mọi giá Lý Hải phải dành hết thời gian cho con mình để bù đắp lại những cái khoảng thời gian mình ra được. Vâng ạ. À, trong những cái thời gian mà anh dành cho các con thì anh có nghĩ rằng một khía cạnh nào đó anh tự thấy mình là một ông bố đảm hay không, khi mà có thể giúp cho bà xã Minh Hà của mình kể cả là trong việc cho con ăn hay là tắm rửa hay là kể cả việc thay tã cho con, anh đã làm những cái điều đó chưa ạ? Thật ra thì Lý Hải cũng đã quen cái vấn đề đó rồi. Đối với Hải thì nó cũng không có lạ gì hết. Ngay cả đứa con đầu tiên ra đời là Rio thì vừa sinh ra là Lý Hải phải theo học mấy cô y tá rồi mấy cô mà hộ sinh đó, hỏi cách làm sao để tắm cho bé, cách làm sao thay tã rồi mum sữa cho bé rồi này nọ, mình phải học cái căn bản ít nhất có thể. Rồi khi mà 4 ngày ở bệnh viện si mà về nhà là Lý Hải đảm nhận là phải tắm cho bé, tắm cho con hàng ngày, rồi thay tã này này nọ, thì mình phải biết cái điều đó. Thì những cái chăm sóc cơ bản nhất cho con rồi thì Lý Hải cũng đã tập rồi. Và chơi với con rồi tất cả những gì là Lý Hải có thể làm được hết. Vâng, có thể là quá là nể anh. Nhưng mà có một cái là Lý Hải không biết nấu ăn. Vậy ạ. Vâng, nhưng mà dẫu sao thì anh cũng đã hỗ trợ cho bà xã rất là nhiều trong cái việc chăm con, chăm cái. Và đặc biệt là sau khi mà bà xã của anh sinh con đúng không ạ? Có khi nào anh cảm thấy quá tải không? Bởi vì một người bình thường, người ta có một đứa con thôi, người ta đã cảm thấy rất là vất vả trong cái việc mà cân đối thời gian của mình, công việc và thời gian dành cho gia đình. Nhưng mà ở đây thì anh chị lại có những bốn người con cơ. Thì anh có bao giờ anh cảm thấy quá tải không? Thật sự thì khi mà mình mệt, mình đuối mà không hiểu sao, có lực bù trừ làm sao, khi mà đi đường làm việc căng thẳng ngoài nhưng mà về thấy mấy thiên thần nó chạy lại, nó ôm chân ôm đùi mình ba cổng giỡn, tự nhiên tất cả mệt nhọc nó lại tan biến mất hết luôn. Vâng. Ví dụ như là mình đi đâu xa đó, cái mình có thể là đi 1-2 ngày thì có được, nhưng mà hai vợ chồng đi đâu xa mà khoảng 3-4 ngày đổ lên là cảm thấy nó trống vắng, nó thiếu một cái gì đó rất là lớn. Nó thì mình mới cảm nhận một điều rằng hiện tại cuộc sống của mình, bên cạnh của mình nó không thể thiếu những thiên thần đó. Và Lý Hải có cảm giác rằng căn nhà của mình á, ví dụ như nó không phải là cái gì to tát, nhưng mà chỉ cả Lý Hải yêu cầu một điều là đầy ắp cái tiếng cười đó là đủ rồi. Vâng ạ, nhưng mà trẻ con không phải lúc nào các con ngoan ngoãn để mà vui vẻ, đúng không ạ? Quậy, đúng không ạ? Đúng. Rồi đôi khi lại còn ăn vạ bố mẹ nữa. Thì mình phải làm trong tay. Vậy thì anh chị có những cái biện pháp gì để mà giáo dục con như vậy? Anh chị có bao giờ dùng đến đòn roi hay không? Cách này cũng hơn 2 hay 3 năm gì, 2 năm gì. Lúc đó Rio thì lúc đó cũng 3-4 tuổi rồi, Rio không có ngoan. Thế là người ta nói là nổi loạn cái tuổi nên 3. Nó quậy đó, mình có cái quạt của mình khẽ vô đít nó, bé nó khóc. Khóc xong xuôi rồi cái tự nhiên tối đó mình nằm ngủ, anh cứ trăn trở hoài, anh hỏi tại sao mình làm cái điều đó với con. Đó thì mình cảm thấy mình áy náy lương tâm. Thế là từ đó thì sao không bao giờ làm cái điều đó.
Và hai vợ chồng có lúc nào cũng phải bàn với nhau là cái giống hồi xưa ông bà hay dạy mình, và có một cái câu cơ bản ai cũng phải biết là thương con là phải cho roi cho vợ cho ngọt đại thôi. Nhưng mà bây giờ mình có cảm giác là mình đánh con mình ấy nấy là mình làm chịu không được, mình không hiểu sao, mặc dù là không lẽ mình không đánh con không có nghĩa là thương con. Thì mình phải có một cái biện pháp khác để dạy con, chẳng hạn như là chịu khó ngồi nói chuyện với con nhiều hơn. Con nít mà nó cứ nghĩ trong đầu á là con nít mà nó không quậy phá mới là sợ, đáng sợ. Thì đúng con rồi. Mình nó vui, nó nhảy, nó quậy phá là điều đáng mừng. Thì cái điều đó mới giảm tải áp lực ở trong người được. Chứ mà nó quậy nó phá mình càng nổi nóng lên thì áp lực của mình càng ngày là tăng lên tăng xong luôn á. Thì cứ nghĩ là hồi con nít nó phải vậy. Có nghĩa là anh đã biết cách dung hòa giữa cái tâm lý của một người lớn và mình hòa mình vào cái tâm lý của trẻ con ở trong nhà để mình hiểu các con hơn, đúng không ạ? Thay vì là dùng roi vọt. Nhưng mà nói thì nói đi thì cũng nói lại, nói vậy đôi khi công việc ở ngoài anh có những cái áp lực rất là nhiều, anh cũng bị stress, cũng bị căng thẳng, mà về nhà thì nhìn các con đôi khi các con không nghe lời mà mình không đủ kiên nhẫn để mà mình ngồi mình nói chuyện, đôi khi phải giao lại cho bà xã Minh Hà, đúng không ạ? Thì có lúc nào anh nghĩ là mình cần một cái khoảng không gian để mình đi trốn đi, để mình tìm được một cái sự thảnh thơi cho riêng mình không? Ở nhà thì cũng nề nếp lắm. Mấy bé cũng mặc dù quậy phá nhưng mà cũng rất là nề nếp. Ví dụ Lý Hải đi làm việc về thì cũng 5-6 giờ chiều rồi. Hoặc là mấy đứa con á, thì nó đi học về 4 giờ mấy tan thì về tới nhà cũng phải là 5 giờ mấy rồi. Thì trong khoảng thời gian đó về bé còn tắm và ăn cơm xong xuôi là 6 giờ. Thì cái quỹ thời gian mình dành cho con mình maximum chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Bởi vì con của anh rất là kỷ luật, đúng 8 giờ là phải leo lên giường. Ngủ không ngủ không cần biết, đúng 8 giờ là tắt đèn bụp 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 là leo lên giường. Và nó nằm sắp lớp hết. Nó thì có thể nó nằm nó giỡn, nó nói chuyện, chơi trong 15 phút và nửa tiếng. Là 8 rưỡi là nó ngủ hết rồi. Nó thì... nếu mình nghĩ là mình ra đường mình áp lực quá chờ mình đem về mình lại đè lên đầu cổ của con mình thì mình cảm thấy một điều đó rất là phi lý và rất là bất công. Vâng ạ. Và có lẽ rằng là thấy không phải là người đàn ông nào, một người bố nào cũng có thể sẵn sàng mà bỏ hết được công việc ở bên ngoài để về với con mình mà như anh đâu. Và cái sự nề nếp đó có lẽ là một phần nào đã tạo nên được cái nếp sống yên bình trong cái gia đình anh để anh quay về, đúng không ạ? Cái nói chung là mình cũng phải đặt ra một cái tiêu chuẩn. Ví dụ như hồi lúc trẻ thì anh Lý Hải còn bay nhảy, còn ước mơ, còn tham vọng rồi này nọ, là mình phải cố gắng, mình phải làm điều này, làm điều kia này nọ. Nhưng mà mục đích bây giờ của hai vợ chồng nó đã chuyển sang một cái trang mới, đó là công việc lớn lao đó, nhất là cái gì? Đó là dạy dỗ con cái. Vâng, vậy thì đó. Cái việc mà anh chuyển từ đi hát qua việc làm phim có phải cũng là một trong những cái lý do để mà anh dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và cho các con của mình không? Đó cũng là một trong lý do, bởi vì hồi xưa Lý Hải đi hát là có khi 3 tháng chưa có mặt ở nhà, lưu diễn nước ngoài cả tháng mấy, hoặc đi lưu diễn Nam Bắc cả 1-2 tháng rồi không gặp mặt nhau được. Thì Lý Hải nghĩ là ví dụ như mình có đi cày kiếm tiền thật nhiều mà về gia đình không ấm no hạnh phúc thì ôm tiền đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thì bây giờ ước mơ và hai vợ chồng của bàn nhau không cần điều gì cao xa hết, chỉ cần cơm một ngày 3 bữa là đủ. Nói thì nói là như vậy để mà anh chị cảm thấy giảm tải đi những cái áp lực trong cuộc sống của mình, nhưng mà tuy nhiên thì cái thực tế cuộc sống rõ ràng rằng là khi mà chúng ta chăm sóc một đứa con đã là khó, bây giờ lại có tới những 4 người con như vậy, thì có khi nào anh chị cảm thấy là mình bị quá tải về mặt kinh tế không? Hiện tại thì kinh tế thì không quá tải, bởi vì mình thật sự mình đừng có đòi hỏi. Nếu mình đòi hỏi nhiều thì không bao nhiêu gọi là đủ cả. Nó thật sự, ví dụ như hồi lúc mà đi hát mình có thể là thu nhập cao thì thấy mình cũng sống như thế. Rồi bây giờ mình bỏ hát mình thu nhập thấp lại, tôi cũng vẫn sống như thế. Nguyễn sao đừng có đi vay mượn nợ người khác là được. Có thể thấy là giống như kiểu bí quyết của anh là đủ là hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà sinh con người ta nói 4 người nuôi sao nổi, nhưng mà thật ra sinh đứa nhất cái đứa thứ hai, sinh tiếp theo thì lấy áo quần đồ đạc của đứa thứ nhất đưa thứ hai mặc,
nó đâu có cũ đâu con nít. Vâng. Rồi lấy đồ chơi của đứa trước đem xài đó sao, thì thật ra nó cũng không có mua sắm gì nhiều đâu. Dạ, nếu như mà mình biết cách, đúng rồi, nếu như mà anh chị biết cách cân đo đong đếm và mình có thể cân đối lại được, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái vấn đề, có lẽ là anh là một người nghệ sĩ thì anh đều biết là ở trong showbiz Việt có không ít những người nghệ sĩ là những ông chồng thì lại bị vướng vào những cái có thể nói là những cái scandal về tình ái hay là không chung thủy, và nhất là khi mà ở nhà thì con lại có con thêm thì lại càng muốn đi tìm niềm vui ở bên ngoài. Nhưng dường như là tìm mãi không thấy cái tên của anh nằm trong danh sách của những người như vậy, thì anh có cái bí quyết gì không ạ? Không biết, chắc có lẽ là khi mà anh đi ra đường á, ai cũng thấy anh không phải là dân cao to đẹp trai này nọ, lại không có trẻ chung nữa, bởi vì chẳng ai quan tâm. Hoặc có thể là ví dụ như hồi xưa hồi trẻ người ta quan tâm, nhưng bây giờ là nói ô ông bố này có 4 con ai dám rớ vô. Vâng ạ. Có lẽ là những cái điều chia sẻ rất là thú vị và cũng rất là thật lòng của anh. Tuy nhiên thì với bản thân ngoài anh thì anh vẫn biết được rằng là có rất là nhiều những người chị em phụ nữ vẫn rất là mến mộ anh. Vâng ạ, bởi vì giọng hát bây giờ có thể anh không hát nữa, nhưng những cái ca khúc mà anh đã từng thể hiện mọi người vẫn rất là ghi nhớ. Và nếu với bản thân ngoài anh thì anh cũng ghi nhớ là có một cái ca khúc mà anh hát rất là tuyệt vời, nhiều năm trôi qua mau, dòng đời bao nhiêu đổi thay ấy. Nhìn lại mái tóc cha yêu nay đã bạc màu, đúng không yêu ạ? Cái ca khúc đó có thể nói rằng là anh thể hiện rất là tình cảm, và Hoài Anh cảm nhận được cái tình cảm của anh thể hiện trong ca khúc đó, có lẽ là cái tình cảm anh dành cho người cha của mình. Và giờ đây anh lại tiếp nối, anh dành cái tình cảm đó cho những người con, những thiên thần bé bỏng của anh. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Lý Hải rất là nhiều, mặc dù biết anh rất là bận rộn nhưng đã dành chút ít thời gian để đến với chương trình Vào Buổi Tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC ngày hôm nay. Và xin được kính chúc cho anh cùng với chị, cùng với gia đình sẽ luôn luôn hạnh phúc, bền vững, các con sẽ ngày càng lớn khôn, ngoan ngoãn và trở thành những cái thiên thần thực sự là đáng yêu và giúp đỡ cho bố mẹ nhiều hơn nữa trong công việc nhà. Còn công việc của anh thì sẽ luôn thăng tiến và thành công trong cuộc sống. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn.